Cô thân ái chào các bạn. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về cái ngày đẹp của cái tháng 2 âm lịch nha các bạn. Các bạn nhớ là tháng 2 năm Quý Mão này nó có 2 tháng, 2 tháng 2. Thì hôm nay cô chia sẻ cho cái tháng 2 đầu nha các bạn. Thì theo cái nguyên tắc chúng ta phải nắm rõ được những cái tuổi, những cái ngày nào tốt, những ngày xấu ở trong tháng, thì chúng ta thuộc nó như một cái kim chỉ nam thuộc nằm lòng, thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ xét được cái tuổi, cái ngày nào tốt, ngày nào xấu cho mình. Thì nguyên tắc thứ nhất các bạn phải biết là ngày tốt, ngày xấu nhất ở trong tháng là ngày Dương Công Kỵ. Dương Công Kỵ là gì? Là một cái ngày mà nó có cái trường khí nó xấu nhất ở trong tháng. Thì mỗi tháng nó, cô nói đây là cái tháng âm lịch nha các bạn, thì một tháng nó sẽ có một cái ngày xấu. Và đây là một cái phát minh của cái một cái người, một cái vị quan ở bên Trung Hoa. Ông ta đã từ quan và ông ta đã đi nghiên cứu và đã tìm tòi thực hiện đúng những cái ngày đó. Thì những cái ngày xấu đó, cái trường khí xấu, thì chúng ta không nên làm những cái việc lớn như là động thổ, chúng ta động thổ xây nhà, những cái việc mà cần được cái sự mà tốt đẹp của cái thời tiết, thì đó là cái ngày nào. Như vậy cái ngày Dương Công Kỵ của cái tháng là cái ngày 11 tháng 2 âm lịch. Và chúng ta biết được cái tiếp là những cái nguyên tắc nữa. Đó là những ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ là ngày mùng 5, 14, 23. Thì người ta có câu thơ rằng ngày mùng 5, 14, 23 đi buôn cũng lộn như chứ là đi chơi nha. Cô nói lộn, đi chơi cũng lộn như chứ mà để đi buôn. Nghĩa là cái ngày mùng 5, 14, 23 đó là cái ngày xấu cho cái công việc mà chúng ta đi chơi hoặc chúng ta đi buôn bán. Rồi có những cái ngày mà chúng ta cũng nhớ nằm lòng, đó là những cái ngày tam nương. Tam nương có nghĩa là ngày ba cô đó. Thì đó là những cái ngày mà ngày 3 nè, ngày 7, ngày 13, ngày 18 và ngày 22. Rồi trong cái tháng có, chúng ta có cái nhu cầu chúng ta cất nhà, cất cửa, thì cũng chúng ta cũng thần tránh những cái ngày ốc ma, là những ngày mà tạo như cái tạo ma đó. Thì khi mà mình cất nhà, cất cửa vào cái ngày này đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái hiện tượng nó không tốt, nó xảy ra làm cho mình ám ảnh, mình sợ sệt trong cái ngôi nhà của mình khi vừa dựng lên. Trong cái tháng 2 đó là Kỵ, cái ngày thân. Rồi có ngày quan ốc. Ngày quan ốc là chúng ta nó ở trong cái mùa xuân, thì nó kỵ cái ngày thìn. Ngày quan ốc đó thì chúng ta biết là khi mà chúng ta cất nhà lên vào cái ngày đó, thì có nhiều cái điều kiện, nhiều cái sự việc nó xảy ra không hay cho mình. Khi mình cất nhà lên, cái căn nhà của mình có thể là sẽ bỏ hoang, vô chủ, không có người ở, tại vì những cái chuyện xấu nó xảy đến. Thì như vậy là trong cái tháng 2 này nó kỵ ở cái ngày thìn nha các bạn. Rồi ngày đại sát trong cái tháng 2 đó là cái ngày dần. Thì cái ngày này chúng ta làm gì cũng xấu. Chớ hồi chúng ta làm những chuyện quan trọng như là chúng ta cưới hỏi, chúng ta động đất, thì chúng ta phải né đi. Chúng ta biết thì chúng ta né thì nó vẫn tốt đẹp hơn. Rồi ngày sát chủ của tháng 2 là cái ngày Mão. Thì chúng ta biết cái tháng 2 là cái tháng Ất Mão. Như vậy cái ngày Mão là cái ngày xung với tháng, cho nên đó là cái ngày sát chủ. Chúng ta không làm được những cái việc lớn ngày xung nha. Rồi ngày Thọ Tử là cái ngày trùng với cái ngày quan ốc của tháng, đó là cái ngày thìn. Sau khi chúng ta lật ra cái quyển lịch của chúng ta đó, chúng ta gạch bỏ những cái ngày này đi các bạn. Gạch bỏ cái ngày này rồi, mình có phân tích rồi thì mình đánh chéo đi.
mình ghi chú nó là những cái ngày không tốt, chúng ta bỏ qua một bên, thì chúng ta còn lại những cái ngày mà không có phạm quan ốc, không có phạm ốc ma, nguyệt kỵ, những cái ngày đó thì chúng ta từng lượt chúng ta xét tiếp. À, cô còn nói thêm một cái này nữa là trong cái tháng âm lịch thì các bạn còn một cái ngày chúng ta cần né nó là những cái ngày tý. Thì những cái ngày tý là kỵ về cưới hỏi, thì chúng ta nếu không có nhu cầu chúng ta về cưới hỏi thì chúng ta cũng nên gạch bỏ những cái ngày tý đi nha các bạn. Như vậy là chúng ta còn lại những cái ngày tốt nè, đó là ngày mùng 2, mùng 9, mùng 10, 15, 17, 21 và 29. Thì chúng ta còn lại những cái ngày đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta xét theo cái sao. Hồi nãy chúng ta xét theo nó quan ốc hay thế nào, còn bây giờ chúng ta xét theo sao. Thì cái ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch là cái ngày trực thành, là cái ngày này chúng ta có thể kết hôn, chúng ta có thể vào nhà mới được. Và cái ngày mùng 9 tháng 2 là và mùng 10 tháng 2 là ngày trực định. Đó là những cái ngày chúng ta có, là những cái ngày nó có nhiều cái sao tốt để mà chúng ta làm được những cái việc tốt cho mình. Cưới hỏi cũng được nè, khai trương cũng được, nghĩa là làm những cái nhiều việc tốt, có nhiều cái sự cát lợi cho chúng ta vào những cái ngày đó. Và cái ngày 15 tháng 2 là ngày trực thành, thì chúng ta cũng có thể, chúng ta sẽ là cái ngày chúng ta kết hôn được, chúng ta cưới hỏi được. Ngày 17 tháng 2 là ngày trực khai, thì nếu bạn nào có cái nhu cầu chúng ta khai trương, mở cái hoàng quán, mở cái công quán tiệm gì ha, thì chúng ta khánh thành khai trương thì nó tốt đẹp cho chúng ta. Cái ngày 21 tháng 2 đó là ngày trực mãn, thì đối với cái ngày trực mãn nó cũng tốt, nó đem lại nhiều cái sự tốt, nhưng mà chúng ta tránh động thổ vào cái ngày này nha các bạn. Tốt việc gì nhưng mà nó xấu việc gì thì trong cái ngày 21 này chúng ta không nên động thổ. Và qua cái ngày cuối cùng là cái ngày 29 tháng 2, thì đó là cái ngày trực khai, thì chúng ta có thể khai trương, chúng ta mở hàng quán, chúng ta làm cái công việc gì, chúng ta mang cái tính cách là mới mẻ thì cũng được. Như vậy là cô vừa chia sẻ cho các bạn những ngày tốt trong cái tháng 2. Còn đây là cô chia sẻ theo sách vở, với cái góc nhìn của một cái người coi tử vi, biết tử vi thôi. Còn nếu các bạn có nhu cầu kỹ càng để mà chúng ta động thổ cất nhà, thì cô khuyên các bạn nên tìm đến những người thầy chuyên về phong thủy thì nó sẽ tốt hơn. Cô chỉ là giới thiệu định cho các bạn, định hình cho các bạn những cái ngày tốt như vậy. Còn chuyên sâu thì các bạn nên tìm những cái người ta đi chuyên về cái vấn đề cất nhà cất cửa thì nó tốt hơn. Với lại cô sẽ, tại vì cô nói đây là cái nói cái dặn chung là cái ngày tốt thôi, còn mà khi mà xem đến cái phần các bạn cất nhà cất cửa thì các bạn còn có cái nhu cầu, mình là cái người chồng, mình người là đứng ra cất nhà cất cửa, mình tuổi gì rồi nó sẽ hợp với cái ngày gì, thì cô không có phân tích kỹ cho các bạn ở cái vấn đề này, cho nên nó còn hơi cái cá tính chung chung. Thì cô còn, nếu mà bây giờ các bạn hỏi cô á, thì sau khi nghiên cứu thì những cái ngày tốt này đẹp này rồi thì cô có thể là cô không còn nhớ gì nữa, mình đã nói và chia sẻ rồi, thì bây giờ các bạn hãy quay ngược lại tuổi con tuổi gì có tốt không thì rất là mệt mỏi cho cô. Cho nên cô né cả 6-7 tháng nay cô không làm những cái video này, nhưng mà cô thấy nhiều cái bài người ta chia sẻ nó hơi khó hiểu.
Thành ra cô làm một cách gọn cho các bạn. Nhưng mà cô khuyên những các bạn, nếu mà mình cứ có nhu cầu thì các bạn chi ly hơn một chút, thì các bạn nên tìm người tư vấn rõ ràng nha các bạn. Thì cuối cùng thì cô chúc các bạn tìm được cho mình những ngày đẹp để làm những cái công việc thuận với mình. Cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn cùng gia đình được vui vẻ và mạnh khỏe.